Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với một căn siêu phẩm nhà diện tích rất là dài, ngang 1m2, độ dài lên tới 23m, thiết kế một trệt đúc kiên cố 3 lầu. Nhà thì có sân đậu xe hơi nha. Giá gốc là 9 tỷ 300 triệu đồng, nay được giảm giá ngay 500 triệu cho anh chị nào thiện chí mua trong năm. Bây giờ giá bán chỉ có giá bán là 8 tỷ 800 triệu, giá vẫn còn thương lượng nha. Hướng nhà là hướng Tây Bắc, phù hợp với những anh chị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nhà thì nằm ngay trên trục đường Thống Nhất thuộc phường 11 quận Gò Vấp, sát bên với ngã ba đường Thống Nhất và đường Phan Văn Trị. Nhà ngay đối diện với khu vực Cityland quận Gò Vấp và rất gần với siêu thị Lotte Mart nha. Cách siêu thị Lotte khoảng tầm 200m và cách khu biệt thự Cityland khoảng tầm 200m thôi. Thì nó nằm trên con đường hẻm 5m, hẻm Thông, Bàn Cờ, hẻm một sẹt của trục đường Thống Nhất và nằm rất gần với khu biệt thự Cityland và siêu thị Lotte Mart tại trục đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng nha. Nhà gần với ngay sát bên với ngã ba đường Phan Văn Trị và đường Thống Nhất nha quý vị. Một căn nhà phố xây ở rất là đẹp và đẳng cấp luôn. Dài ngang 4m2, dài tới 23m. Sẽ có khoảng sân đậu xe hơi, hai lớp cửa cổng, một lớp cửa sắt bên ngoài và một bộ cửa nhôm sim pha. Phía trong sẽ có khoảng sân dài được khoảng tầm 4m8, chúng ta có thể thoải mái đậu được xe hơi. Nhà này thì sẽ gara và khu vực phòng khách được làm ở tầng trệt luôn. Bên tường bên tay trái thì sẽ có tủ giày dép. Bây giờ giao bán chỉ có 8 tỷ 800 triệu đồng thôi. Một cái giá vô cùng hợp lý đối với những anh chị nào thích diện tích dài. Nhà thì không có lộ giới nha, đất công nhận đủ. Phía trong này là khu vực phòng tiếp khách, được chủ nhà tặng lại bộ sofa kèm với tivi 65 inch. Trên chúng ta có quạt trần và trần được sơn nhũ vàng, tường được bố trí tranh ảnh rất đẹp. Đây là căn nhà phố xây ở, mới xây hồi xong hồi trước dịch, hồi tầm tháng 6 nha, được nửa năm rồi. Thì cuối năm thì ai chủ nhà cũng kẹt tiền nên là cần bán gấp, nên là giảm giá cho anh chị tới 500 triệu luôn. Chú cũng rất là cần bán trước Tết nha mọi người. Nhà thì có sổ hồng đầy đủ hết rồi, hoàn công đầy đủ hết nha. Tặng tivi rất nét này. Đấy, nhà cực đẹp, cực mát luôn. Căn nhà này đặc biệt nó có cửa sổ ở phía sau và nó có khoảng sân sau cho chúng ta giặt và phơi đồ nha. Nhà thì công nhận đủ. Phía trong này là khu vực tủ rượu và cầu thang. Cầu thang được ốp đá Ấn Độ, tay vịn của cam xe và kính cường lực. Một căn nhà rất dài, dài tới 23m. Tặng full nội thất phải lên tới tầm 600 triệu đồng. Chúng ta có tủ lạnh Aqua 2 ngăn luôn. Có luôn bộ bàn ăn 6 ghế này. Toàn bộ nội thất của An Cường hết nha quý vị. Và anh chị nào quan tâm đến những căn nhà dài có sân trước sân sau thì hãy alo ngay về tới nhà Đỗ Hưng để xem căn nhà này nha. Nó nằm trên trục đường Thống Nhất, gần với ngã ba đường Thống Nhất và đường Phan Văn Trị, rất gần với khu biệt thự Cityland của quận Gò Vấp và siêu thị Lotte Mart nha. Khu vực này rất gần với sân bay, đi sân bay chắc tầm 5 phút thôi, cách sân bay khoảng tầm 3 cây nha mọi người, rất gần với sân bay. Phía sau này sẽ là khu vực sân sau và toilet được đưa về sau cùng, cực kỳ thoáng luôn, nhà rất mát nha. Khu vực sau này chúng ta có thể giặt đồ ở đây được luôn, phơi đồ ở đây được luôn, không phải leo lên trên. Phía sau nhà thì phòng nào cũng có cửa sổ nha. Căn nhà rất tuyệt vời, có cửa sổ đằng sau. Giá này thì cũng khá là rẻ cho anh chị mua rồi. Ta kiếm trên thị trường thì không còn những căn nhà dài và giá như vậy nữa. Thì quý anh chị cô chú nào quan tâm đến nhà này thì hãy alo trực tiếp về tới nhà đất Bắc Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình của anh chị. 8 tỷ 800 triệu đồng, có ngay một siêu phẩm nhà dài rất đẹp. Nhà dài thì chúng ta để xe bên ngoài và phòng khách dưới trệt, không phải leo lên trên. Bếp thì mở cửa sổ ra rất là thoáng luôn,
có sân sau, phòng ngủ cũng vậy, rất thoáng mát. Nhà xây ở cực kỳ chắc chắn nha quý vị. Khu vực này cũng gần, và di chuyển lên các quận Phú Nhuận, Bình Thạnh cũng rất là gần nha. Giá này hợp lý cho anh chị mua ở rồi, chúng ta không gọi ngay thì rất là tiếc nha. Có 8.8, một căn nhà rất dài, 4 x 2 x 23 m, diện tích công nhận đủ. Chúng ta cùng em di chuyển lên khu vực lầu 1, cửa cam xe hết, sàn ốp sàn gạch 80. Phòng ngủ thì chúng ta có toilet riêng từng phòng, phòng nào cũng có giường nệm, tủ quần áo và có máy lạnh nha. Khu vực phòng 8 thì được sử dụng bồn cầu khối inox và vách tắm kính, vòi tắm sen thuyền. 8.8 thôi. Anh chị nào quan tâm thì hãy alo ngay về tới bên em nha. Hướng Tây Bắc, giường 2m2 nha anh chị, giường rất rộng. Tủ toàn bộ là gỗ An Cường, loại này rất bền, không bị mối mọt, có máy lạnh luôn. Đặc biệt thì khu vực lầu 1 này có khoảng ban công rất rộng, chúng ta có thể trang trí ở đây, vui chơi ăn uống ở đây luôn. Cái khoảng ban công này thì chủ nhà có thẳng bộ bàn ghế đá và cái xích đu, nhưng theo em thì chúng ta nên để những cái đồ đẹp hơn. Ghế đá thì nó hơi thô nha mọi người, cũng tùy vào anh chị thôi. Nếu mà các cô chú lớn tuổi thì thích độ bền thì chúng ta để bộ ghế đá như này. Khoảng này trang trí lên thì rất đẹp nha. Chủ nhà cũng trang trí sơ sơ cho anh chị thôi. Đấy, có làm khung sắt rồi, làm bộ sườn cho nhà mình rồi, giờ chỉ treo cây lên là đẹp nha mọi người. Khoảng ăn chơi hát lượn ở đây. Mặt tiền này, lan can là hợp kim nhôm. Mặt tiền cấu tân cổ điển. Nhà rất dài, sân trước sân sau luôn. Trên thị trường thì rất là hiếm nhà dài như vậy nữa rồi. Bây giờ nó ngắn và giá cũng cao nữa, vì đất phân lô bây giờ thì kêu giá khá là cao nha anh chị. Hiện giờ thì mua nhà thì rất là đẹp luôn. Cuối năm mua giá được giá rẻ. Bây giờ thì thuế nhà nước đánh cũng cao nữa. Một căn nhà như này chắc nay phải khai thuế tầm 4 đến 5 tỷ nha mọi người. Như vậy là chủ nhà phải đóng tầm 80 đến 100 triệu tiền thuế. Bên mua thì chúng ta đóng tiền thuế trước bạ thôi. Thuế trước bạ thì nó là 0.5%. Nếu mà khai 4 tỷ thì chúng ta đóng tầm 8 triệu nha mọi người. Khai 5 tỷ thì đóng 10 triệu. À quên, khai 4 tỷ thì chúng ta đóng 20 triệu. Khai 5 tỷ thì chúng ta đóng 25 triệu nha anh chị. Đấy, nay nhà nước bắt khai thuế cao do dịch Covid, muốn thu lại ngân sách nhà nước nên là mọi mua bán nhà đất thì đều bắt buộc phải khai thuế rất là cao, không là họ trả hồ sơ lại. Nên là giá nhà đang lên nha anh chị. Và chúng ta mua được những căn nhà giá rẻ ngộp như này thì sau này chúng ta bán có giá ngon hơn. Thị trường nhà đất bây giờ cũng đang sôi động, giá cũng lên. Trên này là phòng số 3 thì cũng được tặng hết nội thất cho quý vị rồi. Phòng ngủ số 4 ở phía trong. Phòng số 4 này có cửa sau. Phòng này thì không có nội thất nha. Đấy, cũng chưa biết là anh chị có ở hết 4 phòng hay không, thì chủ nhà chỉ bố trí 3 phòng thôi. Và di chuyển lên trên sẽ có phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Quý anh chị cô chú xem video thì hãy ủng hộ em một lượt đăng ký kênh kèm với một lượt bấm chuông nha. Đây là phòng thờ, rất là rộng rãi luôn, có làm cửa nhôm kính luôn rồi, thoải mái cho anh chị thờ ở đây. Phía ngoài là khoảng sân thượng trước, sân thượng trước ốp gạch sạch sẽ và cao ráo nha. Và di chuyển về đằng sau sẽ là khu vực sân thượng phơi đồ. Khu vực sân thượng phơi đồ thì đang để trống, anh chị về muốn lợp mái cũng được, hoặc là để vậy cũng được, có làm khung sắt rồi.
Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Quý anh chị nào xem thì hãy nhớ ủng hộ em một lượt đăng ký kênh kèm với một lượt bấm chuông. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.